Sáng qua, tại khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm diễn ra cuộc đấu tranh Hà Lam Chợ Được, xã Bình Triều, tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức lễ ra quân tháng thanh niên năm 2024, chủ đề Thanh niên Quảng Nam xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Tháng thanh niên năm 2024, tỉnh đoàn đặt ra 9 chỉ tiêu cụ thể trên các mặt công tác và 5 hoạt động tổ chức đồng loạt. Các hoạt động phải đảm bảo đa dạng nội dung, phong phú về hình thức, tập trung hoạt động tại cơ sở, chú ý tính rộng khắp. Trong đó, tiếp tục thực hiện chủ trương 3 liên kết, gồm liên kết lực lượng, địa bàn và cộng đồng. Chọn những công trình phần việc mang tính cấp bách, nổi cộm của địa phương để thực hiện, đồng thời vận động đông đảo nhân dân cùng tham gia. Một vấn đề khác cần quan tâm đó là chú trọng chuyển đổi số và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên và nhân dân. Tại lễ phát động, tỉnh đoàn Quảng Nam đã tặng cờ thi đua xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 cho 5 tập thể, trao 30 suất quà hộ nghèo, học sinh khó khăn, tặng mô hình sinh kế cho 5 hộ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, tỉnh đoàn trao tặng biểu trưng công trình thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời, xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, trị giá trên 50 triệu đồng. Ngay sau lễ, hơn 500 đoàn viên thanh niên toàn tỉnh đã triển khai đồng loạt các hoạt động phát quang khu di tích núi Chùa, chuyển đổi số, tuyên truyền an toàn giao thông, xóa nhà tạm, xây dựng tuyến đường xanh sạch đẹp, an toàn, trang trí các chậu hoa.